Ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện. Bởi thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng. Đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga Ukraine sớm ngày 1 tháng 4. Nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức mới nhất trong 24 giờ qua. Khi chiến sự rất nóng trên các mặt trận miền Đông với hơn 79 cuộc giao tranh trong ngày. Và hôm nay là ngày cuối tuần nên Nga đã công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần. Lên tiếng về triển vọng hòa bình, Ukraine hứng pháo kích nặng nề khắp miền Đông và Nam. Ukraine hứng pháo kích nặng nề khắp các miền Đông và Nam. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 30 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 13 lần nã tên lửa, 56 lần không kích, 57 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 79 giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu tại mặt trận Severchina và Slobozhestvina, miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích vào các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkov nằm dưới hỏa lực Đại Bác và súng cối của quân Nga. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 55 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các thành phố chủ lực Liman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua. Trong đó, ác liệt nhất là Novopavlivka với hơn 30 trận giáp chiến trong ngày. Tại tỉnh Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv, hơn 20 khu định cư bị pháo binh và súng cối của quân Nga pháo kích liên tục. Trong ngày qua, theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công 3 hệ thống tên lửa phòng không, 11 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã tấn công 4 trạm radar, 1 sở chỉ huy, 1 cụm nhân lực, 2 hệ thống phòng không và 1 đơn vị pháo binh của các lực lượng Moscow. Nga công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn và 57 đòn tấn công chính xác bằng tên lửa hành trình Tushkon và tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhan bắn vào Ukraine trong 7 ngày qua. Theo bộ này, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV đã nhằm vào khu phức hợp công nghiệp quân sự Ukraine, các trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang và cơ quan an ninh Ukraine SBU, sân đóng xuồng không người lái, kho vũ khí, kho nhiên liệu và các cơ sở phòng không, hạ tầng năng lượng và các điểm tập kết của lực lượng đặc nhiệm Kiev và lính đánh thuê nước ngoài. Trong tuần qua, phía Nga cho biết đã hạ hơn 5.090 binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk, đồng thời giành quyền kiểm soát khu định cư Krasnoye tại khu vực. Các lực lượng Nga cũng gây tổn thất khí tài lớn cho quân Ukraine tại mặt trận này, gồm pháo M777 và pháo tự hành M109 Baladin do Mỹ cung cấp, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, Graz MLRS, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo FH-70 do Anh sản xuất cùng hàng trăm thiết bị, xe tăng, pháo dã chiến các loại. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tổng cộng 18 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trong tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ và 5 khẩu pháo M777 trên hướng Kherson. Trên hướng Kupiansk, Kharkov, bộ này tuyên bố quân Moscow đã đẩy lùi 11 cuộc phản công của Ukraine, khiến cho đối phương mất khoảng 310 binh sĩ và 46 thiết bị quân sự hạng nặng. Trong tuần qua, lực lượng phòng không và máy bay đã bắn hạ 171 quả đạn MLRS, 1.208 UAV, 11 tên lửa Storm Shadow, 3 tên lửa chống hạm Neptune và 4 tên lửa ADM-160MALD của Ukraine trên khắp các mặt trận. Nga đăng video tên lửa Iskander tập kích lữ đoàn Ukraine. Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander tấn công khu vực được cho là điểm tập kết của lữ đoàn cơ giới số 32 Ukraine tại Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 3 tuyên bố phát hiện khu vực đóng quân và khôi phục sức chiến đấu của lữ đoàn cơ giới số 32 Ukraine ở tỉnh Kharkov. Thời gian và địa điểm cụ thể không được tiết lộ, nhưng dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy mục tiêu tập kích nằm gần thành phố Chugoyevsk, cách biên giới Nga khoảng 50 km. Quyết định tiến hành đòn tấn công được đưa ra ngay lập tức sau khi kíp vận hành máy bay không người lái UAV chuyển tọa độ về sở chỉ huy. Hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu này, quân đội Nga cho hay. Video do truyền hình quốc phòng Nga công bố cho thấy khu lều trại và nhiều xe cơ giới nằm giữa rừng.
hai quần lửa lớn bùng lên ở giữa khu trại và một phần khu rừng, tạo sóng xung kích và lượng lớn mảnh văng ra xa, dẫn tới hàng loạt đám cháy. Chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại khí tài trong sự việc. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn và 57 đòn tấn công hiệp đồng nhằm vào Ukraine từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 3, sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa chính xác cao, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Zircon và Kinzhal. Mục tiêu là các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trung tâm ra quyết định của quân đội và tình báo Ukraine, nhà máy sản xuất, xuồng tự sát không người lái, kho đạn, trạm xăng dầu, hạ tầng phòng không và năng lượng, điểm đóng quân của đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Loạt cuộc tập kích đã hoàn thành yêu cầu đề ra, các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng, cơ quan này cho hay. Lữ đoàn 32 được thành lập đầu năm 2023 là một trong 9 lữ đoàn Ukraine được NATO huấn luyện để tham gia chiến dịch phản công quy mô lớn vào mùa hè. Đơn vị này dự kiến được trang bị 10 xe tăng chủ lực T-72EA của Séc và 90 xe thiết giáp kháng mìn Maspro do Mỹ chế tạo. Tuy nhiên, lữ đoàn 32 sau đó chỉ được biên chế xe tăng T-64BV thiết giáp M113 đời cũ và triển khai ở mặt trận Luhan thay vì tham gia các mũi phản công chủ lực của Ukraine tại Zaporizhia và Donetsk trước khi rút lui về hậu phương. Xe tăng M1 Abrams bị phá hủy ngay trong lần đầu đối mặt với UAV Lancet của Nga. Theo RT, đoạn video ghi lại cảnh UAV cảm tử Lancet Nga bắn trúng xe tăng M1 Abrams của Ukraine xảy ra gần làng Sloviovo thuộc vùng Donetsk. Chiếc M1 đứng yên khi UAV Lancet lao tới. Sau đòn tấn công, khói bốc lên từ tháp pháo và họng pháo của M1. Chiếc xe tăng bắt đầu bốc cháy sau đó. Đây cũng là trường hợp đầu tiên UAV Lancet được ghi nhận bắn hạ xe tăng M1 Abrams ở chiến trường Ukraine. Trong đoạn video, UAV Lancet của Nga lựa chọn vị trí yếu nhất trên xe tăng do Mỹ chế tạo để tấn công. Ngoài ra, nó còn tránh hỏa lực bắn chặn bộ binh của Ukraine xung quanh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh M1 Abrams bị UAV cảm tử FPV phá hủy tại làng Berdichi, cũng thuộc Donetsk. Xe tăng M1 Abrams do Mỹ chế tạo bắt đầu xuất hiện trên chiến trường Donetsk từ cuối tháng 2 khi quân đội Ukraine cố gắng ngăn chặn bước tiến của Nga sau khi thành phố chiến lược Adiska thất thủ vào đầu tháng. Washington cam kết cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams và một số xe giả phá bom mìn M1150 cho Ukraine vào đầu năm ngoái trước cuộc phản công mùa hè. Việc chuyển giao chỉ được thực hiện đầy đủ vào giữa tháng 10 khi đà tiến công của Ukraine phần lớn đã cạn kiệt. Lớp giáp dày khiến cho các xe tăng Abrams trở nên nặng nề, nhưng động cơ mạnh mẽ sẽ giúp nó di chuyển dễ dàng. Trước đó, xe tăng này được kỳ vọng sẽ mang đến yếu tố bất ngờ nhất định trong giao tranh, và xét về khả năng tấn công, nó được thiết kế để đánh bại xe bọc thép Liên Xô. Tuy nhiên, Abrams không phải không có những hạn chế của riêng mình. Động cơ của xe tăng này ngốn nhiều xăng và việc bảo trì nó phức tạp. Điều này gây ra vấn đề đối với các tuyến hậu cần vốn đã bị kéo căng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ít nhất 5 chiếc M1 Abrams đã bị phá hủy trong giao tranh. Một số chiếc khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Nga phóng tên lửa tới tấp vào Ukraine trong đêm. Theo thông tin từ lực lượng không quân Ukraine, ngày 31 tháng 3, Nga đã phóng 16 tên lửa và 11 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong thời điểm nửa đêm và rạng sáng. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ được 9 máy bay không người lái và 9 tên lửa của Nga. Theo hãng tin Reuters, trong hơn một tuần qua, Nga đã tăng cường đáng kể chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống hạ tầng điện của quốc gia này. Điều này làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất điện một lần nữa sẽ xảy ra như sự kiện mất điện vào mùa đông đầu tiên của chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 29 tháng 3, công ty điện quốc gia Ukrenergo của Ukraine thông báo cắt điện khẩn cấp ở các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kirovograd trong ngày. Cùng thời điểm, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết 3 trong 6 nhà máy nhiệt điện của họ đã bị tấn công nghiêm trọng. Chỉ 2 ngày sau 31 tháng 3, công ty DTEK thông báo 5 trong số 6 nhà máy của họ đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Tổn hại 80% công suất phát điện và việc sửa chữa có thể mất tới 18 tháng. Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, DTEK cho biết đã ghi nhận hơn 160 lần bị quân đội Nga tấn công. Theo giới chức Ukraine, Nga tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn trong đêm để nhằm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây nước này. Đây là đợt tấn công mới nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine vốn đã bị tàn phá trong vài tuần qua. Trong cùng diễn biến liên quan, tuần vừa qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga đã thả tổng cộng 700 quả bom lượn xuống nước này. Ngoài bom lượn, Ukraine cũng tố cáo Nga phóng tổng cộng 190 tên lửa và sử dụng 140 máy bay không người lái tấn công Ukraine trong cùng khoảng thời gian. Trong thời gian gần đây, Nga đã tăng cường đáng kể các hoạt động không kích
sử dụng bom dẫn đường để phá hủy các cứ điểm của chúng tôi, ông Oleksandr Zelensky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một buổi phỏng vấn ngày 29 tháng 3. Công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine mất 80% công suất vì hỏa lực Nga. Người đứng đầu công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cho biết hôm 30 tháng 3 rằng 5 trong số 6 nhà máy của họ đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, dẫn tới mất 80% công suất phát điện sau 2 tuần bị Nga tấn công. Nhiệm vụ sửa chữa một số thiết bị có thể mất tới 18 tháng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã nhằm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây Ukraine vào đêm 29 tháng 3. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm khiến ngành năng lượng Ukraine chảy máu. Ông nói, Mỹ, châu Âu, các đối tác khác của chúng tôi, mọi người đều biết chúng tôi cần gì. Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc giúp chúng tôi tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công này. DTEK, công ty cung cấp khoảng 1/4 sản lượng điện của Ukraine, đã chứng kiến các nhà máy nhiệt điện và các cơ sở khác liên tục bị tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh của Nga tấn công trong hơn 2 năm chiến sự nổ ra. Giám đốc điều hành DTEK Dmytro Sakharov cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng làn sóng tấn công vào ngày 22 và 29 tháng 3 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nhiệt điện và thủy điện ở hầu hết các khu vực và các cơ sở cung cấp điện đã bị phá hủy. Cụ thể, 5 trong 6 trạm của chúng tôi bị hư hại nghiêm trọng, một số đơn vị còn bị phá hủy, một số bị hư hại từ 50% trở lên. Tình trạng này xảy ra ở cả miền Tây và miền Trung. Cả thiết bị cần thiết cho sản xuất điện và truyền tải từ nhà máy lên lưới điện đều bị hư hỏng, ông nói. Ông Sakharov cho biết công ty của ông đã chịu khoảng lỗ lên tới 300 triệu đô la chỉ riêng về thiết bị, trong khi chi phí lao động sẽ cần tăng gấp đôi. Ông nói thêm, chúng tôi xác định rằng đã mất 80% công suất phát điện. Ông tiết lộ DTEK đã chi 100 triệu đô la để khôi phục những thiết bị Nga tấn công vào năm ngoái và 2/3 trong số đó hiện đã bị phá hủy trở lại. Ông nói sẽ cần nhiều tháng để sửa chữa và trong một số trường hợp có thể kéo dài đến 1.5 năm. Ông giải thích phải mất thời gian để sản xuất một tua bin, máy phát điện hoặc máy biến áp, vì vậy bạn cần chuẩn bị cho thực tế là nguồn điện sẽ dần dần trở lại. Các nhà phân tích lưu ý rằng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine có thể nhằm mục đích làm suy yếu tiềm năng công nghiệp, quốc phòng của nước này. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow có thể đang cố gắng khai thác sự thiếu hụt hệ thống tên lửa phòng không đối phương trong một nỗ lực mới nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine. Các chuyên gia cho biết thêm, lực lượng Nga có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích tiếp theo, đặc biệt là lợi dụng sự chậm chế dai dẳng trong hỗ trợ an ninh của phương Tây, làm hạn chế đáng kể khả năng của hệ thống phòng thủ Ukraine. Nga lên tiếng về triển vọng hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News đầu tuần này, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã nói rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Kiev phải lấy lại lãnh thổ đã mất vào tay Moscow vào năm 2022, đề cập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia bị Nga sáp nhập trong năm đó. Đáp lại bình luận của ông Zelensky về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 30 tháng 1 nói rằng Ukraine phải tính đến thực tế là biên giới của họ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi xung đột nổ ra. Chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Peskov nói rằng thực tế, địa chính trị đã thay đổi đáng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Biên giới của Ukraine và Liên bang Nga đã thay đổi. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự thay đổi trong lập trường của ông Zelensky là do ông này đang lo lắng. Tình hình địa chính trị đã thay đổi đáng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Biên giới của cả Ukraine và Nga đã thay đổi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30 tháng 3 cho biết, ông lưu ý rằng Nga đã sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine và đó là thực tế không thể bỏ qua. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông đầu tuần này đã phát đi tín hiệu rằng khôi phục đường biên giới năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết của Ukraine để nối lại hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng Kiev cần phải giành lại lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Các vùng lãnh thổ này không bao gồm bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014. Chúng ta sẽ không phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn rằng khi Nga mất đi những gì đã kiểm soát kể từ tháng 2 năm 2022, họ sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin, ông Zelensky nói. Theo hãng tin RT, phát biểu này của ông Zelensky dường như phát đi tín hiệu rằng
Ukraine không còn coi việc khôi phục đường biên giới năm 1991 là điều kiện tiên quyết để hòa đàm với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự thay đổi trong lập trường của Tổng thống Zelensky là do ông lo lắng. Ông ấy đang lo lắng, ông ấy sắp có một cuộc bầu cử hay không có bầu cử, bà Zakharova viết trên Telegram. Bầu cử Tổng thống Ukraine lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, Ukraine quyết định hoãn bầu cử do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky cho rằng hiện giờ không phải là lúc thích hợp để bầu cử. Hôm 29 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21 tháng 5. Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Nga không bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, song Kiev cần chấp nhận tình hình thực tế mà Moscow đề cập đến việc Nga đã sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu rõ, nếu Ukraine muốn đàm phán, họ trước tiên phải hủy sắc lệnh cấm hòa đàm với chính quyền của ông. Cuối năm 2022, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của người đồng cấp Nga Putin. Ông cũng đưa ra bản kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường chiến tranh, khôi phục đường lãnh thổ năm 1991 của Ukraine. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba gợi ý Kiev có thể đàm phán với Moscow sau hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức, chưa ấn định thời gian. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không chấp thuận những quy tắc do người khác áp đặt. Ông Zelensky cách chức loạt cố vấn thân cận. Tổng thống Ukraine Zelensky liên tiếp miễn nhiệm các quan chức thân cận, gồm trợ lý lâu năm và ba cố vấn. Sergei Schiffer, người đảm nhiệm vị trí trợ lý thứ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ năm 2019, cùng ba cố vấn gồm Mykhailo Radushky, Sergei Chofemos và Oles Ustenko, bị cách chức theo sắc lệnh do ông Zelensky ban hành hôm nay. Hai ủy viên giám sát hoạt động tuyển quân tình nguyện và quyền lợi của binh sĩ cũng nằm trong danh sách bị miễn nhiệm. Tổng thống Zelensky ngày 29 tháng 3 cũng miễn nhiệm Andriy Semenov, quan chức phụ trách chính sách pháp lý, và Oleksiy Dniprov, người chịu trách nhiệm vận hành văn phòng Tổng thống Ukraine. Đây là hai trong 10 cấp phó của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Ông Zelensky không nêu lý do khiến những người này bị mất chức. Đây là loạt động thái mới nhất trong nỗ lực cải tổ bộ máy chính phủ và quân đội được Tổng thống Zelensky tiến hành thời gian qua. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cùng phát ngôn viên không quân Yuri Inas cũng lần lượt bị cách chức trong tháng này mà không rõ nguyên nhân. Thay đổi lớn nhất trước đó là quyết định cách chức tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zanuzhny hồi tháng 2 và thay thế ông bằng tướng Oleksandr Zelensky, người khi đó đã giữ chức tư lệnh lục quân. Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường. Một phần do thiếu đạn dược vì nguồn cung từ phương Tây sụt giảm. Trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 29 tháng 3, ông Zelensky nói lực lượng nước này sẽ phải lui quân từng bước và thu hẹp tiền tuyến nếu gói viện trợ 60 tỷ đô la từ Mỹ tiếp tục bị trì hoãn. Tư lệnh Zelensky cũng đã thông báo đang đề xuất các thay đổi nhằm bổ nhiệm những sĩ quan có kinh nghiệm hơn. Ukraine xây phòng tuyến 10.000 giang rồng bảo vệ Kiev. Pravda dẫn lời ông Ruslan Kravchenko, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kiev, ngày 30 tháng 3 cho biết Kiev đang xây dựng hệ thống phòng thủ gồm 10.000 khối bê tông hình kim tự tháp hay còn gọi là giang rồng và các hào chống tăng. Các công sự mà chúng tôi đang xây dựng cung cấp một hệ thống chiến hào, hầm đào và các loại nơi trú ẩn rộng lớn. Chúng tôi sắp đặt các tuyến rào chắn, giang rồng, hào chống tăng và các rào chắn không nổ khác. Gần 10.000 răng rồng đã được lắp đặt. Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ. Tất cả các vật liệu và thiết bị cần thiết đều có sẵn, ông nói. Quan chức này cho biết thêm, chúng tôi liên tục liên lạc với quân đội để xây dựng những công trình hiệu quả nhất với khả năng bảo vệ đáng tin cậy. Chúng tôi đang huy động mọi lực lượng, nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một phần nỗ lực phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh nguồn lực quân sự cạn kiệt do viện trợ từ phương Tây đình trệ. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội nước này đang trong quá trình liên tục xây dựng khoảng 2.000 km tuyến phòng thủ. Theo các nhà phân tích của Tổ chức Phân tích Tình báo Tư nhân Anh IHS Janis, Ukraine đã dựa vào các công sự kể từ mùa xuân năm 2022, nhưng sự khác biệt hiện giờ là họ không chỉ tập trung vào việc củng cố các khu vực lân cận tiền tuyến mà cả khu vực hậu phương. Nga từng tìm cách bao vây và kiểm soát thủ đô Kiev ngay trong giai đoạn đầu xung đột năm 2022. Tuy nhiên, Moscow nhanh chóng rút quân do chịu tổn thất lớn bởi các cuộc phục kích của lực lượng Ukraine. Ở giai đoạn này, Nga vẫn thi thoảng tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn vào Kiev. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Moscow không loại trừ khả năng đưa quân trở lại Kiev một lần nữa. Tăng cường phòng thủ chiến hào, giai đoạn mới trong xung đột ở Ukraine.
Nga đang tấn công lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km khi Moscow tận dụng việc giành quyền kiểm soát thành phố Odessa gần đây. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đầu tháng này thông báo hơn 800 triệu đô la đã được ghi nhận cho việc xây dựng tuyến phòng thủ trong bối cảnh Ukraine muốn ngăn chặn những bước tiến nhỏ mà Nga đạt được trong những tháng gần đây. Ông Shmyhal nói, công việc đang được tích cực triển khai 24/7. Nỗ lực tăng cường tuyến phòng thủ của Kiev diễn ra khi các quan chức phương Tây và Ukraine cảnh báo về một cuộc tấn công lớn của Nga trong những tháng tới. Các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin, Điện Kremlin đang chuẩn bị kế hoạch huy động nhân lực mới và có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kharkov, thành phố lớn nhất ở miền đông Ukraine. Nhu cầu về vị trí phòng thủ vững chắc hơn của Ukraine càng được củng cố bởi việc Nga đang tích cực sử dụng bom lượn, mang theo đầu nổ có sức công phá lớn, có thể phá hủy ngay cả những hầm trú ẩn được gia cố bằng bê tông. Người phát ngôn quân đội Ukraine nói với tờ Washington Post rằng những quả bom này chỉ nhằm mục đích phá hủy công sự phòng thủ. Các binh sĩ Ukraine và chuyên gia quân sự cho rằng tuyến phòng thủ trên khó có thể hoàn thành sớm. Tờ Financial Times của Anh đưa tin binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến đã phàn nàn về các vị trí phòng thủ được xây dựng kém trong nhiều tháng, trong khi việc tăng cường chỉ được tiến hành trên quy mô lớn từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal cho biết Nga đang tấn công lực lượng Ukraine tại một số điểm dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km khi Moscow tận dụng việc chiếm được thành phố Odessa ở phía đông gần đây. Chiến thắng lớn đầu tiên của Nga sau nhiều tháng. Nga nhận thấy các đơn vị Ukraine đang thiếu nhân lực và đạn dược. Các chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng chiến thuật thăm dò thông qua những cuộc tấn công hiện nay của Nga là nhằm tận dụng thế chủ động trên chiến trường của Moscow trước những gì mà họ coi là cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra của Nga vào đầu mùa xuân này. Vì vậy, quân đội Ukraine đang nỗ lực ứng phó, chuẩn bị đạn dược và tìm cơ hội tấn công lực lượng Nga đang di chuyển một cách tiếp cận được, gọi là phòng thủ chủ động, để ngăn chặn một đối thủ có nhân lực lớn hơn cũng như được trang bị tốt hơn. Sau khi Ukraine phát động chiến dịch xây dựng mạng lưới công sự rộng khắp dọc tiền tuyến, đặc biệt là ở các khu vực gần Odessa, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các công ty tư nhân cũng như các nhà tài trợ tham gia. Theo quan chức Journal, Ukraine đang nỗ lực tạo ra những công sự và chướng ngại vật tương tự như Nga đã thiết lập trên mặt trận của mình hơn một năm trước, với hiệu quả là ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Nhưng các quan chức phương Tây và binh sĩ Ukraine nói rằng chiến dịch này chưa mang lại kết quả đáng kể trong bối cảnh quân đội nước này thường xuyên phải chịu hỏa lực tấn công mạnh từ các lực lượng Nga. Sự phức tạp của nhiệm vụ có nghĩa là chỉ nhân lực thôi là không đủ. Dara Masikot, một chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie nhận định, Ukraine có rất ít thành trì quân sự, còn lại ở Donbass có thể sánh ngang với Odessa hoặc Bakhmut trong thời kỳ các thành phố này đóng vai trò là trung tâm kháng chiến chính của Ukraine. Với mỗi bước tiến của Nga, Ukraine thường phải rút lui ở những vị trí chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Elon Musk nêu khả năng Ukraine thất thủ ở Odessa. Tỷ phú Elon Musk cho rằng Ukraine sẽ thất thủ ở tỉnh miền nam Odessa và mất quyền tiếp cận Biển Đen nếu chiến sự kéo dài. Thật là sự lãng phí sinh mạng bi thảm đối với Ukraine khi tấn công quân đội lớn hơn, có năng lực phòng thủ, bãi mìn và pháo binh mạnh hơn. Trong khi Ukraine thiếu thiết giáp và ưu thế trên không, kẻ ngốc nào cũng có thể đoán được việc này, Elon Musk bình luận trên mạng xã hội X ngày 30 tháng 3 bên dưới bài đăng về xung đột ở Ukraine. Tỷ phú Mỹ nhắc lại gợi ý của ông một năm trước là lực lượng vũ trang Ukraine nên chuyển sang thế phòng thủ. Theo ông, Nga sẽ tiếp tục cuộc tấn công cho đến khi tiến đến Dnipro. Nga không có cơ hội kiểm soát được toàn bộ Ukraine vì sự phản kháng của người dân ở miền Tây đất nước cực kỳ quyết liệt, nhưng Nga chắc chắn sẽ giành được nhiều lãnh thổ hơn hiện nay, Musk cho hay. Nếu chiến sự kéo dài, Odessa cũng sẽ thất thủ. Theo quan điểm của tôi, câu hỏi thực sự còn lại là liệu Ukraine có mất toàn bộ quyền tiếp cận Biển Đen. Tôi đề nghị thực hiện giải pháp đàm phán trước khi điều đó xảy ra. Ukraine hiện chưa phản hồi về những bình luận này của tỷ phú người Mỹ. Odessa là nơi đặt cảng quan trọng trong xuất nhập khẩu ngũ cốc ở Ukraine và cũng là căn cứ chính của hải quân nước này trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Một chỉ huy của hải quân Ukraine cho hay, Nga đã phóng hơn 880 máy bay không người lái UAV tấn công và hơn 170 tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng khu vực Odessa kể từ tháng 7 năm 2023, sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trong vài tháng qua, Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái đánh chìm nhiều tàu chiến Nga. Giới phân tích cho biết, hạm đội Biển Đen Nga đã tổn thất 1/4 lực lượng kể từ đầu xung đột. Để tránh hứng chịu thêm tổn thất, họ phải điều một số tàu đang neo đậu ở Crimea tới cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar, cách địa điểm cũ hàng trăm km về phía đông, điều gây ảnh hưởng tới năng lực vận hành của hạm đội ở phía tây Biển Đen. Musk sở hữu SpaceX, đơn vị cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine trong chiến sự, nhưng ông nhiều lần có những phát ngôn khiến cho Kiev bất bình.
Tháng 10 năm ngoái, Elon Musk nêu đề xuất Ukraine nhượng bộ Nga về vấn đề bán đảo Crimea, tổ chức lại các cuộc trưng cầu sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Kiev đồng ý giữ tình trạng trung lập. Đề xuất của ông được chính phủ Nga hoan nghênh nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ Ukraine và các nước phương Tây. Tháng trước, ông cho rằng Mỹ nên ngừng viện trợ cho Ukraine vì điều đó chỉ khiến cho chiến sự kéo dài. Và đó là tất cả các tin tức đáng chú ý. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.